Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Legend Arceus. Rồi thì ở video trước thì tôi cũng đã dành một số thời gian để mà cậy level và cuối cùng thì nhân vật của tôi cũng đã thăng cấp được một sao rồi anh em à. Thì sau khi thăng cấp được một sao á, thì chúng ta sẽ có thể thực hiện tiếp những cái nhiệm vụ tiếp theo. Đầu tiên thì tôi sẽ đến tôi báo cáo về những gì mình đã làm trước cái đã. Ok, vô. Báo cáo và nhận nhiệm vụ mới. Show vô Pokédex. Là đã nhìn thấy được 14 con và bắt được 9 con. Đấy, ngon chưa? Đó. Sau khi show ra thì thấy mình là đã đủ có được một sao rồi á thì mình sẽ được làm cái nhiệm vụ kế tiếp cũng giống như Naruto á anh em, khi mà anh em ấy một sao phải không? Mẹ không phải một sao nữa, một cái Shuriken. Giống như trong Naruto á, khi mà lên ninja cấp cao á thì có thể làm những nhiệm vụ khó hơn. Pokemon bây giờ có thể tăng cấp lên được cấp 20. Nhận được cái công thức để mà ghép đồ thành cái heavy ball, tức là những quả bóng mà nặng á, và nhận được công thức mà để chế ra revive, tức là cái bình revive bù khoáng là để hồi sinh cho Pokemon á. Ok rồi, có nhiệm vụ gì giao luôn đi bà chị. Đó, xong nhiệm vụ. Mình có một thời gian để nghỉ ngơi nè. Ok. Ăn cái món gì nhìn lạ nha. Nhìn giống bánh rán Doraemon quá ha. Cái món ăn trên bàn á. Tôi thấy nhìn nó giống giống bánh rán Doraemon ấy. Ngày tiếp theo. Rồi, let's go. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ gặp Akari ở cái sân huấn luyện. Ok. Tôi chỉ còn có 15 cái Pokeball thôi, chắc là phải mua thêm rồi đó. Game này chơi tốn nhiều Pokeball lắm anh em. Listen, I have a epiphany, ok. Cộng sự của cậu là ai? Pikachu. Oh man. Gì đâu hả? Oh what the. Ôi Pikachu. Chết rồi, tôi dùng ta lai ra đầu là tiêu rồi. Strong style. Ủa, không ra lệnh được. What the hell? Sao tôi không ra lệnh được cho nó nhờ? Đấy, làm lên đường con ta lai của tôi rồi. Ok, Amber. Đùa với anh nè. Tiếp tục Amber. Lên đường. Ủa, dùng một con thôi hả? Cô bé này dùng có một con à, mà mình dùng tới hai con thì mình có gian lận không trời? Ok.
À đây là giải thích thêm về hệ nữa nè. Thì mấy cái này á là coi như là tuy tôi không thể nào tôi thuộc hết nhưng mà cũng nắm được khoảng 50-60% đủ xài, cho nên là không cần coi cái này đâu anh em ạ. Ok. Lâu lâu thì tôi cũng hơi ngáo ngáo một chút là tôi không có nhớ hệ nào khác hệ nào á. Alright, ai nữa đây? Bà cô lực lưỡng à. Trời bự dữ vậy. Bà này là nữ mà bự dữ vậy. À, Pokemon Master Mu, you can have it, you a Mu either. À, ok, cái này có nghĩa là khi mà mình dùng một chiêu mà đã master á, tức là mình dùng thuần thục rồi á, thì mình sẽ được chọn hai phong cách. Một đó là Agio Style, là cái này là phong cách này sẽ giảm cái sức mạnh của cái đòn đánh nhưng mà tăng cái tốc độ lên, sử dụng được nhiều BB hơn, là sử dụng được nhiều lần hơn. Còn Strong Style á, là đánh mạnh hơn nhưng mà tốc độ sẽ giảm xuống và số BB sử dụng sẽ ít hơn. Ok, một cái là thuần tốc độ, một cái là thuần sức mạnh. Hiểu hiểu hiểu. À từ à, con ta lai của tôi nó cũng đã hồi máu lại rồi, không cần phải tăng máu cho nó. Đây mình chế thêm đi. Chết rồi. Những cái nguyên liệu mà dùng để chế cái Pokeball của tôi cũng gần hết luôn rồi anh em à. Man. Rồi, ok. Bản này không có thú cưỡi nào nhanh nhanh xíu hả ta? Chạy bộ hơi mệt. Ok, lại là quay lại cái khu vực này. Come on, man. Bu, what the... Chơi, chơi hù mày. Hit a wild Pokemon from behind. Thì nếu là ném quả bóng vào con Pokemon hoang dã mà từ phía sau á thì tỷ lệ bắt sẽ cao hơn, tức là ném vào đít nó đúng không? Thúc đít nó một cái. Ok. À, một cái Apricorn nè, mày làm mấy cái này để mà chế bóng bắt Pokemon nè. Thì cái phiên bản này theo tôi nhận thấy á, là cái việc mà bóng á, sử dụng bóng á, thì nó rất là quan trọng á. Còn mấy cái cây này nè, mình sẽ ném bóng vào nó thì con Pokemon của mình nó sẽ ủa sao không được. À, đây 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 đây. Ném con Pokemon của mình lên cái cây thì nó sẽ đánh rớt mấy cái trái này xuống cho mình. Đó. Ba cái Orange Berry cũng ok. Ê, nó thấy rồi. Ơi 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 ơi. Ôi à, what the... Đâu vãi. À, năm cái Apricorn. Ui thôi thôi chạy 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 chạy. À tại vì mình đã có một sao rồi cho nên là mình đã qua được cái khu vực này, chứ còn mà trước đó thì tôi không có qua được khu vực này nhé. Ở đây nè, over here. Mai gặp một nữ ninja tên là Mai. Tôi là một trong những warden của cái làng Kim Cương.
Diamond Clan là không phải làng, là tộc Kim Cương. Cậu có thể gọi tôi là Mai. Ok. À, ninja mà đặt cái bộ tộc tên là tộc Kim Cương ghê ha. Gì đây? Ô. Con này là Muskrat. Con này cũng thuộc dạng hiếm á. Cấp 10 luôn hả? Ui, strong style. No. Oh man. À, nó có đá hả? Đưa con Cyndaquil ra thì cũng hơi căng á. À, thôi để kệ đi. Dạ, có con này dùng được. Chuyển qua tròn tay nè, Aegyo tay. Nhưng mà chưa, Ember của tôi chưa dùng được anh em, mà chỉ vừa mới dùng được cái Quick Attack thôi. Come on. Này thì đùa. Ok. Strong style của Quick Attack. Đấy. Rồi lao. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Mình cũng có run out nè. Ủa, đánh với con cái bà này, cái nhạc nó lại là nhạc đánh với Gym Leader nha. À, được hồi máu luôn, ngon. 5 cái VV chót. À, thời Shinobi mà xài điện thoại di động. Có ốp lưng đàng hoàng. Ok. Ok, Mai biểu là hãy đi theo Mai. À, trong lúc đi thì để tôi xem có Pokemon nào mới không, hốt luôn. Con này như mới nè. Con này mới anh em à. Ui man, nó chạy. Thôi bắt con trước đi, trước cũng còn con nè. Dính nè, dính nè. Đấy, ngon ngay. Lẹ tầm cái đã. VV chót. Bên kia vẫn còn một con. Mà con này nó đang nhìn mình, rồi tỷ lệ bắt nó sẽ thấp hơn là khi mà nó đùa, khi mà nó quay lưng lại đúng không, thì tỷ lệ sẽ cao hơn. Con này cũng tôi cũng chưa có nè. Ý không phải, con này con ta lai. Man, ta lai thì nhiều rồi. Ta like thì nhiều rồi. Oh man, what the? À, gớt. Gớt thôi được rồi, xong bắt luôn. Thì bản này á, là anh em phải bắt nhiều nhiều lên. Tại vì cái nhiệm vụ, mấy cái nhiệm vụ mà liên quan tới thăng cấp bậc rồi này kia trong game này á, nó toàn liên quan tới bắt Pokemon không à, cho nên là phần này là mình bắt nhiều lên. Đó.
Rồi, thôi đi tiếp ơi. Tree Dead Berry. À, xong nhiệm vụ luôn rồi, trả luôn. Ông này ông kêu là lấy mấy, đi tìm mấy berry cho ổng, nhưng mà sẵn thì tôi cũng đã có dư rồi, trả nhiệm vụ luôn, không cần phải làm. Quá ngon. Được 15 cái Pokeball, quá ngon luôn. Ê, chiêu đu, chiêu đu. À, một bài chiêu đu. Mày vẫn chưa phát hiện ra tao đúng không? Ừ, nó quay lưng lại rồi. Mày quay lưng lại, mày quay lưng lại làm chết mày với anh. Oh, what the... Rồi, nó cảnh giác rồi, nó cảnh giác rồi. Chuồn, chuồn, chuồn. Đừng dí nữa mà đại ca. Ok, tôi phải bắt cho được một con siêu đu. What the... Siêu đu với anh hả? Không được ta. Ơi 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 ơi. Ui 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 ui. Mày. Come on. Từ từ. Tôi chuyển con nước lên đã. Ủa sao ta? À đây. Hốt mày luôn. Hốt mày luôn. À, mấy cái nút bấm này khó quá, không quen. Hốt mày luôn. À, qua chết. Đùa. Ow. Ok, bắt. Vô. Chơi. Must lap. Lên đường. Còn con nào không? Còn con bên kia kìa. Ôi sao tụi nó, tụi nó cảnh giác hay vậy ta. Oh, what the... À, ném chúng nó mà phải vào trận anh em à. Bắt đủ ba con luôn. Đấy. Đó, đủ ba con rồi, đi tiếp.
Ta lai hả? Ta lai bắt nhiều rồi, khỏi bắt nữa. Cái khỉ gì đây? Sao nó động đậy vậy? What the... Thôi không bắt nữa, đủ rồi. Tới rồi. Không, tiếng xe cũng chạy mắc cười quá. À, con này giờ phải đấu với nó à? À, những Pokemon mà có đôi mắt đỏ thì gọi là Alpha Pokemon, tức là con đầu đàn. Alpha Pokemon thì bự hơn và có những chiêu mà No more that are rare for the special, tức là có những chiêu mà nó rất là đặc biệt. À, và chúng xuất hiện thì thường là rất khó để bắt. Ok, vậy là những con này là những con alpha, tức là những con đầu đàn ấy. À, vậy là phải đánh đó hả, hay là bắt luôn được không ta? Đánh luôn. Ủa, what the? Ồ, nhìn nó bự ngang mình luôn. Xin đặc view. Wow. Nửa bình à. Ôi trận này căng nha. À, ta lai. À, tròn style luôn. Gết được rồi. Ngậy. Lên đường. Ôi mạnh vãi. Con đầu đàn danh hả? À. Ồ é. Vô coi. Khó vậy ta? Con đầu đàn mà khó như huyền thoại vậy chạy. À, chắc tôi bèm nó luôn quá. Có hình đồ quay không? Có hình đồ quay không? Họ không có hình đồ quay luôn. Come on. Strong style. Họ quyết attack luôn đi, mệt quá. Trời, tăng cấp quá trời luôn.
con này, đó là White Deer. Con Pokemon này gen nào ta, tôi chưa thấy bao giờ. Huyền thoại hả? Con này phải huyền thoại không? Ok, mình phải trở về rồi. À, xong nhiệm vụ ngay. Đó, đây là những Pokemon mới mà tôi đã bắt. Nhận thêm được 1.700 mấy tiền. Đây là mình phải bắt Pokemon mới được nhận tiền nha anh em. À, cái này là điểm mà để tăng thứ hạng nè. Đó, tôi chưa đủ điểm để mà tăng lên 2 sao. Ok, chắc là sẽ thực hiện tiếp nhiệm vụ tiếp theo ấy. Thì trong cái game này thì gameplay nó thay đổi rồi, không có còn đi lấy 8 huy hiệu nữa. Làm nhiệm vụ kiếm tiền, tăng cấp đồ này kia các thứ y như là thế giới Naruto luôn á. Ok, Akari tới kiếm mình. Wow, em nào mặc đồ thoáng mát thế kia. Irida. À, còn ông này nhìn giống như là con của Sohun đó. Adamantinum. À, thì tộc Diamond và tộc Bird, tức là sẽ có hai tộc đối nghịch với nhau đúng không? Theo tôi đoán là vậy. Rồi thì tôi sẽ thay đổi đội hình một chút xíu. Giờ ông này nhiệm vụ gì đây? À, ông này ông đang kiếm nhiệm vụ, đó là đi tìm những cái quả Orange Berry. À, ông cần 5 quả thì mình đang có sẵn 5 quả luôn, trả nhiệm vụ luôn, không cần làm. Rồi, được 3 cái revive. Mất 5 cái berry, 5 cái orange berry, được 3 cái revive. Ok, tôi sẽ tới đây và tôi thay đổi đội hình một chút. À, con Bidoof này thì tôi sẽ không dùng nó, mà sẽ đổi thành một con hệ đá hả? Đá hoặc là cỏ, đá hoặc là bọ đi, một trong hai con này.
Lấy con chiêu đu vô đi. Ok. Thế cho con bị đúp. Ok. Xeo phát. Ok, rồi thì video này cũng sẽ ngừng lại đây thôi. Tôi sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo ở video sau. Nếu anh em thấy hay hãy để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.